Chào cô chú anh chị, em là bất động sản Tân Kim Hoàng Dục Long An Minh Thanh. Hôm nay em review cho cô chú anh chị một căn nhà tọa lạc tại ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc nha cô chú anh chị. Căn nhà này thì gồm một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 toilet, một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp nha cô chú anh chị. Căn nhà này thì cũng được vừa mới hoàn thiện xong nha cô chú anh chị. Thì căn nhà này thì vừa mới trong đã hoàn thiện xong, căn nhà đã xây dựng kiên cố luôn, nhà một trệt một lầu. Thì cái nhà này cũng vừa mới hoàn thiện nha cô chú anh chị, nó còn những hạng mục giống như lắp thiết bị rồi cũng đang còn dang dở. Đường trước nhà của mình là đường 4m nha cô chú anh chị, cũng rất là rộng rãi luôn. Căn nhà này thì nó có diện tích là bề ngang 4 dài 22,2 nha cô chú anh chị. Tổng diện tích nó là 100 m². Sổ hồng riêng nha cô chú anh chị, sổ hồng riêng. Giấy phép xây dựng đồ đầy đủ nha cô chú anh chị, điện nước internet các cái đầy đủ luôn. Khu vực này thì cũng rất là yên tĩnh luôn nha cô chú anh chị. Khu vực này nhà cũng rất là đông dân cư luôn. Từ vị trí căn nhà của mình á thì nó ra đường 85 của cô chú anh chị, thì nó tầm khoảng 500 m thôi nha cô chú anh chị. Từ vị trí căn nhà này tới ngã tư Gia Bảo thì tầm khoảng 2 km thôi. Khu vực này nhà cũng rất là đông luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị cùng em vào thăm ăn nhà nha. Ở cái lớp cửa trước của mình là cũng được làm một cái lớp cửa sắt 4 cánh nha cô chú anh chị. Cũng được có một cái sân trước rất là rộng rãi luôn, sân trước tầm khoảng 3 m đó cô chú anh chị. Thì gạch cũng được ốp gạch tường lên 1m2 hết luôn nha cô chú anh chị. Gạch sân nè, cái sân mình cũng được ốp gạch lên 1m2 luôn. Còn một cái lớp cửa bảo vệ của mình cũng được xài bằng sắt chắc chắn luôn, cũng xài một bằng sắt sắt rất là dày nha cô chú anh chị. Cũng được sơn là tĩnh điện chống dỉ dỉ sét luôn nha cô chú anh chị. Thì phía bên cái mặt tiền căn nhà của mình á, thì cũng được ốp gạch đá bóng kiến luôn, rất là nhìn rất là sáng, rất là sang trọng đó cô chú anh chị. Căn nhà này được thiết kế đổ một cái ban công rất là rộng luôn cô chú anh chị nha. Ở dưới này mình cũng được ghép gạch sân của mình á, cũng được lót một cái lớp gạch cỏ rất là đẹp luôn. Còn ngay cái bậc tam cấp của mình đây thì cũng được xài một cái bậc này chỉ một cấp thôi nha cô chú anh chị, cũng được xài bằng đá hoa cương trắng, đá hoa cương đen nha cô chú anh chị. Gạch nền á, gạch nền của mình thì cũng được xài gạch gạch đá gạch bóng kiến nha cô chú anh chị, bóng kiến xanh hoa văn để thích hợp cho cái chủ đạo màu tường của mình màu xanh luôn, thì rất là sáng luôn. Ở phía trước của mình á cũng được xài một cái lớp cửa 4 cánh nha cô chú anh chị, một lớp cửa 4 cánh cũng bằng sắt dày luôn để mình sơn chống rỉ sét tĩnh điện luôn. Thì cũng có một cái lớp cửa kính cường lực nha cô chú anh chị, ở đây là cũng còn chưa có lắp vào nha cô chú anh chị thông cảm nha. Thì hôm nay em sẽ quay trước cái căn nhà này cho cô chú anh chị tham khảo, nó cũng còn mấy hạng mục chưa hoàn thiện nha cô chú anh chị. Căn nhà được thiết kế là điện nước á, nước là có hệ thống nước nóng lạnh luôn nha cô chú anh chị, thiết kế có hệ thống nước nóng lạnh cho mình luôn. Trần nhà cũng được duyệt hợp các kiểu, xài tất cả đèn lon đèn led hết luôn nha cô chú anh chị. Trần cũng rất là đẹp luôn, đèn cũng rất là sáng cho mình luôn. Thì cũng được bố trí theo một kiểu la phong kiểu rất là đẹp luôn. Tường thì cũng được sơn một cái màu chủ đạo màu xanh, gạch tường thì cũng được ốp gạch lên 1m6 hết luôn nha cô chú anh chị. Cũng bố trí cho mình khá nhiều cái công tắc để cho mình sử dụng luôn. Ngay đây là một cái phòng khách rộng khoảng tầm khoảng 4m đó nha cô chú anh chị, rất là rộng rãi luôn. Cái phòng khách là khoảng 4-5m đó nha cô chú anh chị. Thì phía sau của cái phòng khách mình là có một cái giống như trang trí những cái học cho mình để rượu. Rồi phía sau mình nó có một cái kho, cái kho là cầu thang của mình cũng được làm tay gỗ kiến ngược nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn, trang trí một cái căn nhà của mình. Rồi nói chung là một căn nhà 4 22 trăm m² này rất là rộng nha cô chú anh chị. Căn nhà được xây đơn nha cô chú anh chị, căn nhà này được xây đơn là xây riêng biệt hết luôn, tường riêng rồi các cái móng hoặc là riêng hết luôn cô chú. Ở đây thì mình có một cái kho nè, mình chừa có một cái kho. Thì cái cầu thang này cũng rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị. Bậc cầu thang của mình cũng được xài bằng đá hoa cương trắng đen, tay cầu thang kiến cường lực. Nói chung của chú anh chị thông cảm nha, tại căn nhà này cũng đang còn lắp hạng mục đồ đó, rồi thành ra nó cũng hơi dơ tí xíu. Hôm nay em chỉ review cho cô chú anh chị tham khảo trước, cô chú anh chị thông cảm nha. Một cái hành lang ở đây cũng rất là rộng rãi nè cô chú anh chị. Trần nhà cũng được dược hợp kiểu rất đẹp luôn, cũng được bố trí đèn lon cho mình, đèn led rất là sáng luôn. Thì phía dưới đất của mình á là nó có một cái phòng nha cô chú anh chị, một cái phòng để dành cho người lớn tuổi, cũng được cho trang trí cho mình là
Cửa là cửa gỗ nha cô chú anh chị, cửa gỗ rất là chắc chắn luôn. Tường thì cũng được ốp lên 1,2 trong ngoài hết luôn. 1,6 cô chú anh chị, xin lỗi nha. 1,6 hết luôn. Thì một cái phòng, đây là cái phòng phía dưới của mình, thì cũng được bố trí cho mình là có đèn ngủ luôn. Có đèn ngủ luôn này cô chú anh chị. Và có hệ thống máy lạnh cho mình sẵn luôn. Thì cái này cô chú anh chị về chỉ lắp cái máy lạnh vô là xong nha cô chú anh chị nha. Cửa thì cũng là được xài được cửa gỗ luôn, rất là đẹp luôn. Thì cái gạch nền này mình cũng được gót gạch là cái nền gạch này gạch 60 nha cô chú anh chị. Rất là, ở đây là khu vực phòng ăn của mình. Cái cửa nhớ nó là cửa toilet. Khu vực phòng ăn của mình cũng được bố trí cho mình là lao phong, giật hợp kiểu và đèn lon. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi, ngay đây là khu vực bếp. Khu vực bếp của mình là gồm có tủ gỗ nè. Và mặt bếp của mình được làm là đá hoa cương nè. Bồn dĩa chén hào, cái này chưa có cắt cái bồn dĩa chén nha cô chú anh chị. Mình cũng có được xài cái tủ bếp ở dưới phần mà làm bằng gỗ luôn. Cùng cái phòng ăn cũng rất là rộng rãi nha cô chú anh chị. Đây cái khu vực của mình ngay chỗ này là có chừa cho mình sẵn một cái bố trí cho mình gắn máy giặt đó cô chú anh chị. Bố trí cho mình gắn máy giặt luôn. Rồi phía sau của mình đó là có một cái sân sau nha cô chú anh chị, một cái cửa sau rất là thông thoáng luôn. Đây một cái cửa sau cũng được xài bằng cửa sắt kính cường lực nha cô chú anh chị. Ở đây khu vực của mình một cái, mà đây là một cái sân sau của mình. Hai cái ống đó là để cho mình gắn máy bơm đó cô chú anh chị, máy bơm trợ lực luôn. Và cũng có một cái khu vực rửa chén riêng cho mình ở đây. Để cô chú mình rửa rau cải hay này các cái. Đây phía sau nó có những cái hệ thống này nè cô chú anh chị. Những cái ống này là những cái ống máy lạnh này nha cô chú anh chị nha. Ống máy lạnh cho mình chờ sẵn luôn. Đây mình có giống như là một cái giếng trời phía sau. Đây là ngay chỗ này là một cái toilet của mình cũng rất là rộng rãi nè cô chú anh chị. Một cái toilet cũng rất là rộng luôn. Thì cô chú anh chị thông cảm nha. Tại vì những cái thiết bị này còn đang trong giai đoạn lắp rồi. Thì toilet của mình á thì cũng được có ngay đây là lavabo giữa mặt, rồi sen, rồi tắm, rồi các kiểu luôn nha cô chú anh chị. Ở đây nè, ta đều lắp hệ thống cái hệ thống máy, hệ thống nước nóng lạnh luôn. Ở đây cho cô chú anh chị, tại chưa đang trong giai đoạn lắp nha cô chú anh chị thông cảm nha. Em quay trước cho cô chú anh chị xem nè, hệ thống nước nóng lạnh nè, gồm có hai cái hệ thống cho mình luôn nha cô chú anh chị. Thì cái cửa toilet của mình ở đây á thì cũng được xài một cái lớp cửa nhôm nha cô chú anh chị, rất là chắc chắn luôn, nhôm rất là dày nha cô chú anh chị. Nói chung là một cái khu vực phòng bếp ăn của mình rất là rộng rãi luôn. Ngay chỗ này cũng rất là rộng, mình bố trí một bộ bàn ăn ở đây rất là hợp lý luôn nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em để mình cùng đi lên trên lầu 1 rồi cùng em tham quan ở trên. Ở trên thì của mình gồm có hai phòng ngủ, một phòng thờ nha cô chú anh chị, cũng làm rất là rộng rãi luôn. Ở trên cũng được ốp gạch tường lên khoảng 1,6 hết luôn nha cô chú anh chị nha. Ở đây là cái cầu thang của mình, cầu thang cũng rất là rộng rãi luôn. Cầu thang này tầm khoảng 1m8 á nha cô chú anh chị, đi rất là rộng rãi luôn. Cái cầu thang của mình rất là lớn luôn, tại vì cái căn nhà của mình là diện tích nó 100m², thành ra nó rất là rộng rãi, rất là dài. Và mình bố trí một cái cầu thang rất là đi rất là thoải mái nha cô chú anh chị. Cái cầu thang của mình thì cũng được xài tay gỗ cứ kiến cường lực, đá là đá hoa cương trắng đen, rất là đẹp cho một cái cầu thang, một cho một căn nhà của mình luôn. Phía trên này á cô chú anh chị nha, một cái hành lang phía trên này cũng rất là rộng rãi luôn. Đó, đây là phía trên của mình ở đây. Ở đây là cái phòng thờ này của chú anh chị, cái phòng thờ cũng rất là rộng luôn nè, phòng thờ cũng rất là rộng rãi, rất là sáng sủa cho mình luôn. Đó, căn nhà này không gian mở rất là nhiều, cái phòng thờ rất là rộng luôn nha cô chú anh chị nha. Đây là cái hành lang của căn nhà của mình. Cái hành lang phía trên lầu này của chú anh chị rất là rộng rãi luôn. Phía trên này mình cũng đã bố trí cho mình những cái công tắc là chia nguồn điện với nhau đó cô chú anh chị, chia nguồn điện với nhau để cho mình nguồn điện trên, nguồn điện dưới. Phía trên của mình nó thì gồm có hai phòng ngủ cũng được xài cửa gỗ hết luôn nha cô chú anh chị, cũng được xài cửa gỗ hết luôn. Đây cái phòng ngủ phía trên cũng rất là rộng rãi luôn. Phòng ngủ thì cũng được ốp gạch cho mình một lên 1,6 hết luôn nha cô chú anh chị. Đây cũng chừa sẵn cho mình hệ thống ống máy lạnh luôn, mình về chỉ có lắp máy lạnh như mình xài thôi nha. Cửa thì cũng được xài cửa gỗ luôn.
phía trên của mình á, cái phòng nhậu ngủ cuối cùng của mình ở đây thì có một cái cửa sổ sau của chú anh chị, cũng rất là thoáng mát luôn, để lấy gió trời cho mình đó, rất là thoáng mát luôn của chú anh chị nha. Đó, rất là thoáng mát luôn. Và đồng thời cũng có bố trí sẵn cho mình hệ thống dây máy lạnh luôn. Công tắc rồi đây chưa? Rồi, phía trên của mình thì cũng có một cái toilet trên lầu, cũng rất là rộng rãi của chú anh chị nha. Đây thì nói chung cái toilet ở trên đây thì cũng chưa có lắp ra hệ thống đồ cho mình, thì cũng có hệ thống nước nóng lạnh luôn cô chú anh chị nha. Đó, đây cũng có lắp hệ thống nước nóng lạnh luôn. Tường thì cũng có ốp lên cho mình, là ốp tới đụng nóc trần nha cô chú anh chị. Gạch cũng ốp đụng nóc trần luôn. Ở đây là hệ thống phá nước quanh của mình, nước bồn quanh bồn nóng lạnh luôn cô chú anh chị. Cửa toilet thì cũng được xài cửa toilet nhôm rất là dày, rất là chắc chắn nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em đi tham quan cái hành lang với tham quan lại cái khu vực của cái phòng thờ của căn nhà này, rồi ra ngoài cái ban công để mình cùng dòm cái mật độ khu dân cư ở đây cũng rất là đông. Cái ban công trước này là cô chú anh chị rất là rộng rãi luôn, để chiều mình ra đây mình mà phơi đồ hay là bắt cái ghế á, mình ngồi rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị nè. Cái ban công rất là rộng luôn, ban công trước cũng rất là rộng luôn, mình cũng được xài bằng kiến cường lực tay nóc nha cô chú anh chị. Một căn nhà được bố trí theo một cái kiểu mẫu rất là hiện đại nha cô chú anh chị nha. Đó, cái ban công này rất là rộng luôn. Đó, ở đây cũng còn mấy nền nữa cô chú anh chị, tại người ta chưa có xây dựng đó. Khu vực này nè cô chú anh chị thấy không, nhà mít chịt hết, những cái bồn nước là những cái nóc nhà, những cái căn nhà đó cô chú anh chị. Ồ, đây là nhà mít chịt hết luôn nè cô chú anh chị nha. Từ ngay vị trí căn nhà của mình đó cô chú anh chị, là mình ra đường 85. Mình ra cái đường 85 đó cô chú anh chị là chỉ có 500 m thôi. Mình ra ngã tư Gia Bảo thì khoảng 2 km. Mình về ngay vòng xoay Tân Kim đó cô chú anh chị là tầm khoảng 5 km. Mình cách bến xe quận 8. Cách bến xe quận 8 tầm khoảng 17 km nha cô chú anh chị. Chỉ 17 18 km thôi nha cô chú anh chị nha, chứ không có xa đâu. Rồi, em cũng xin báo giá cái căn nhà này cho cô chú anh chị được biết luôn. Căn nhà này hẳn là nãy giờ em chưa quên báo giá cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Căn nhà này nó có diện tích là bề ngang 4, dài 22,2, tổng diện tích nó 100 m². Thì ông anh ông gửi căn nhà này lấy bán với cái mức giá là 1.980 nha cô chú anh chị. Một căn nhà một trệt một lầu, tọa lạc tại khu phố Thanh Ba, ấp Thanh Ba, thị trấn Cần Giuộc nha cô chú anh chị. Thì căn nhà này có những mức giá là bán, em xin nhắc lại là có mức giá bán 1.980. Một căn nhà 100 m² nha cô chú anh chị, rất là rộng rãi cho mình luôn. Một căn nhà xây rất là kiên cố. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em nha, để em đi xuống em cho cô chú anh chị tham quan cái từng nhà chạch, xong rồi cùng em theo chân em để đi ra cái đường vào của căn nhà này. Thì một đoạn của đường vào của căn nhà này. Rồi, đây là khu vực tầng trệt nha cô chú anh chị. Đó, khu vực tầng trệt. Ở đây cái cầu thang của mình. Nãy giờ em báo giá hơi chậm, cô chú anh chị thông cảm nha. Ở đây là khu vực phòng khách của mình. Đó. Trần thì cũng được trang trí đèn đồ, các cái ốp đồ, các cái đầy đủ luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi, cô chú anh chị cùng theo chân em ra nhìn cái đường phía trước của mình, rồi nhìn lại cái mặt tiền của căn nhà. Thì cùng theo chân em để đi ra cái đường vào của căn nhà này. Đây, cái đường trước nhà của mình là cô chú anh chị, đường tầm khoảng 4 m. Rồi, cô chú anh chị cùng em nhìn lại cái mặt tiền của căn nhà nha. Rồi em cũng xin báo lại cái diện tích căn nhà này cho cô chú anh chị được biết luôn. Căn nhà này thì nó có diện tích là 4, dài 22,2, tổng diện tích nó 100 m², tọa lạc tại ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc nha cô chú anh chị. Từ ngay vị trí căn nhà này đến ra đường 85 á thì nó tầm khoảng 500 m thôi. Căn nhà này là được sổ hồng riêng, giấy phép xây dựng đầy đủ nha cô chú anh chị. Căn nhà này thì có mức giá bán là 1.980 nha cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị nào mà có thiện chí về căn nhà này thì cô chú anh chị alo em số điện thoại đường link phía bên dưới, hoặc cập nhật Zalo em để em cung cấp nhiều thông tin cho cô chú anh chị được biết. Rồi, cô chú anh chị chờ em tí xíu và cùng em đi ra cái đường vào của căn nhà này nhé. Rồi, cô chú anh chị cùng theo chân em đi một đoạn ra cái đường vào của căn nhà này nha. Đường vào căn nhà rất là rộng rãi nha cô chú anh chị. Từ ngay vị trí cái đường xe hơi của mình á thì nó tầm khoảng 20 m thôi. Tại vì có khúc hẻo quá cô chú anh chị nha.
thành ra nó hơi khó vào đường xe hơi của mình. Chỉ cái đường này là xe hơi của mình vào được không nè. Nhà này của chú anh chị, nhà cũng rất là đông luôn. Đó. Nhà cũng rất là đông luôn của chú anh chị. Cái nhà của mình là nó cách đường xe hơi á, nó cách đường xe hơi thì tầm khoảng 20m thôi nha cô chú anh chị. Đây khu vực này nhà người ta cũng ở kính hết luôn nè cô chú anh chị. Đó, nhà người ta cũng ở kính hết luôn. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em đi ra cái đường 85 nha. Đó. Khu vực này thì đường điện nước internet các cái đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Rồi đây mình ra đây là mình sẽ dễ trái là ra đường 85 nha cô chú anh chị. Đó, mình sẽ dễ trái đường ra đường 85. Cái đường này là xe 30 chỗ mình chạy cũng được luôn những gì. Đường rất là rộng rãi, nhà rất là kiên cố luôn. Đó, khu vực này là nhà biệt thự không mà cô chú anh chị. Đó, khu vực nhà biệt thự không. Đó. Này cô chú anh chị. Đó, là nhà biệt thự không, khu vực này nhà rất là kín luôn. Từ ngay vị trí căn nhà của mình đó nha cô chú anh chị, mình ra tới đường 85 này á thì nó tầm khoảng 500m thôi là đường xe hơi nha cô chú anh chị. Đường xe hơi rất là rộng rãi. Khu vực này thì camera an ninh đèn đường nào các cái có đầy đủ hết luôn nha cô chú anh chị. Rồi em cũng báo là cái diện tích căn nhà đó luôn, căn nhà đó nó có diện tích là bề ngang 4, dài 22,2, tổng diện tích nó 100m², nhà gồm một trệt một lầu nha cô chú anh chị, có giấy phép xây dựng đầy đủ, điện nước internet các cái đầy đủ luôn. Là căn nhà có mức giá ông gửi bán là có mức giá là 1.980.000 nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng về căn nhà đó, cô chú anh chị nào mà có thiện chí về căn nhà thì cô chú anh chị alo em, số điện thoại đường link phía dưới, hoặc là cập nhật Zalo để em gửi nhiều thông tin cho cô chú anh chị được biết. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em, và cô chú anh chị nào thích cái video này thì cho em một cái like, một cái đăng ký để em có động lực làm nhiều video khác. Rồi mình ra đây á, mình ra đây, đây là tầng 85 nè cô chú anh chị. Mình ra đây nếu mà mình dễ trái á, mình dễ ngã tư xe đôi thì tầm khoảng 5 cây số. Mình ra trung tâm thị trấn Người Duột thì tầm khoảng 2 cây số thôi nha cô chú anh chị, 2 km thôi. Này cô chú anh chị, cái hướng này về ngã tư xe đôi nè, đến Đức Thiện này cô chú anh chị. Còn cái hướng đây là về trung tâm của thị trấn Người Duột. Mình ra trung tâm của thị trấn Người Duột nha cô chú anh chị thì tầm khoảng 2 km thôi. Từ ngay vị trí căn nhà của mình á, mình về ngay dòng siêu Tân Kim á khoảng 5 km. Nó cách bến xe quận 8 thì tầm khoảng 17-18 km thôi nha cô chú anh chị. Khu vực này thì nhà cũng rất là đông luôn. Ở đây thì cũng có một căn nhà rất là to này cô chú anh chị. Ở đây là trục đường 85 của mình này nha cô chú anh chị nha. Trục đường 85A. Rồi nói chung cũng bảo video quá dài rồi. Rồi cô chú anh chị có thiện chí về cái căn nhà thì alo em, số điện thoại liền bên dưới. Và cô chú anh chị thích video cho em một cái like, một đăng ký để được làm nhiều video khác. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã xem video của em. Rồi xin chào cô chú anh chị.